Xin chào Hello, Nhiên. em chào anh trai. Em nói rồi đó, không được nói xấu nước Mỹ chưa. Đâu có nói xấu đâu, mình nói sự thật mà. Đúng rồi, lên đây là không được nói xấu nước Mỹ. Các bạn kia không thích mình nói xấu nước Mỹ đâu đó. Lên chia sẻ thì ok nha, còn nói xấu hả là không được, các bạn ở dưới không thích đâu. Chúng ta anh em mình á, ăn hưởng bổng lộc của Mỹ, nó nói mình như vậy đó. Thì theo anh là cái từ hưởng bổng lộc của Mỹ được nghĩ như thế nào, quan điểm của anh cái từ này như thế nào? À, nói thật hả? Muốn nói thật hả? Em muốn nói thật, đúng, mình biết thật hay Ở hơn. Mỹ thì có làm mới có ăn, chứ còn đâu có vụ mà không làm mà được ăn đâu. Chỉ có những người mà làm biếng rồi không đi làm rồi khai gian dối chính phủ để xin welfare, rồi đi xin welfare nhưng mà đi làm lấy tiền mặt trốn thuế, Đó. rồi sống thì trốn chui trốn nhủi, mua nhà mua cửa mua xe mua cộ thì phải nhờ người ta đứng tên, tại vì mình đâu có, mình đi xin tiền welfare của chính phủ mà, tiền an sinh xã hội của chính phủ mà, mình đâu có dám đứng đứng tên những cái của cải gì mà nó có giá trị đâu. Nếu mà mình Đúng. đứng tên mà mình mua xe hoặc mua nhà thì chính phủ nó biết rồi, nó cắt cái tiền mà mình đi xin đó, rồi Đúng. phải nhờ người quen người thân đứng tên hộ mua nhà hoặc mua xe. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp giữa khóc giữa cười là những cái bọn mà nó đứng tên mà nó mua nhà mua xe đó thì nó giật luôn nhà, nó Đúng giật luôn luôn, chính xe, xác. thì cũng có những cái trường hợp đó. Đó, thì cái đó nói lên điều gì? Nói lên là những người lao động giống anh em của mình thì đâu có gọi là hưởng bổng lộc của Mỹ đâu, đúng không? Hưởng có nghĩa là ngồi không, không cần lao động, được có được những cái điều đó mới gọi là hưởng. Đúng không Nhưng anh? mà ở Còn đây á, mình là xin tiền của chính phủ thì nếu mà những người mà thật sự mà không có khả năng đi làm mà xin tiền chính phủ thì chính phủ nó cũng cho đủ tiền để ăn thôi à, chứ đâu có dư. chính Ví xác dụ như luôn, nó chỉ cho một tháng mà, ví dụ như một tháng những người già một tháng được 800 đồng thì làm được cái gì? chính Nếu xác. mà không có con không có cái nó giúp đỡ cho thì tiền già thì tiền tiền già được một tháng 800 đồng chứ nhiêu. 800 đi 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 xe phòng ít nhất cũng 500 rồi đó, thì sao đủ sống. Thì có một cái chuyện đau lòng là cái lúc mà bị Covid mà cái nó mới bùng phát thì có một người có một cái bác đó cũng là diện HO đó ở dưới LA, rồi chồng của bác chết rồi rồi chôn nhà xác nó mới thiêu xác cái chồng của bác đó, thì bác đó đâu có tiền mà để nhận cái để trả cái tiền thiêu để nhận cái cho gì đâu, thì cuối cùng hình như là quyên góp gì đó người ta cho đủ mới đủ tiền mới nhận được cái hũ cho về. Đó, đó thì đâu có phải là cái gì cũng chính phủ lo đâu. Mấy 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 cô bác cô chú nói là ở bên này cái mình không có tiền thì chính phủ lo, mình bị bệnh thì cũng vô trong đó họ cứu mình rồi mình cũng không cần phải trả luôn. Vậy thì theo anh nghĩ là nếu như cái điều đó giống như họ nói thì những người mà bán bảo hiểm ở bên này á, họ sẽ tồn tại bằng cách nào? Không có nhá, cái nào mà đi bảo hiểm đi nhà thương á, mà nếu mà không mà thuộc dạng mà có Medicare ha, nhiên cái đó là những người mà thu nhập thấp, mà chỉ có những người già thôi, những người tàn tật Đúng ạ. thì được chính phủ nó cho cái thẻ bảo hiểm, thì khi mà đi bệnh viện á là chính phủ nó trả, thấy không? Còn những người á
mà không có thuộc nằm trong cái diện Medicare á, mà đi bệnh viện á, mà chính phủ nó không trả đó, là mình phải trả nha. Mình làm lương là nó bắt buộc mình phải trả. Nó bắt Đâu buộc mình phải trả chừng nào cho nó hết thôi. Chứ đâu có cái chuyện mà nó dạ tha cho mình đâu. mà nếu như mà giống như lời mấy người đó kể á, thì anh em mình cần gì phải mua bảo hiểm đúng không anh? Tại vì đi vô cái được được cứu sống rồi, không cần phải trả tiền rồi, vậy thì mỗi tháng mình bỏ vài trăm đô mình mua bảo hiểm để làm gì, quá vô lý đúng không? Còn chưa kể Trong mà mấy người mà khi mà vô bệnh viện á là nó cấp cứu cho, nhưng mà khi nó cấp cứu xong rồi á mà nó biết mình không có bảo hiểm á, là nó đẩy xe lăn mình, nó đẩy ra, nó ném ra ngoài đường á, chứ nó đâu có cho mình nằm trong bệnh viện nó đâu. Nếu mà nó biết mình không có bảo hiểm á, nó chỉ cứu cho mình cái lúc mà thí dụ như mình trường hợp mình bị cấp cứu á, là nó cứu cho mình thôi. Khi nó cứu cho mình qua cái nguy hiểm đó, là khi mà nó biết mình không có bảo hiểm là nó tống mình ra, đuổi mình ra khỏi bệnh viện, đúng rồi, một ngày thôi nó bắt mình xuất viện liền rồi mình nó lấy xe lăn nó đẩy mình ra đường luôn. Nên là mấy người ở bên này chia sẻ, có nhiều khi người ta chia sẻ đó, trời ơi được bảo hiểm miễn phí, được đủ thứ hết đó, cuối cùng anh Quốc Dương thấy rồi đó, dân chủ cuội Lê Thị Nga qua bên này đó cũng than không có được giống như vậy, rồi gia đình của con nắm cũng cũng ghi trên tường không có được giống như vậy đó, rồi những đứa mà chống cộng rồi làm tầm bậy với lại Việt Nam đó, rồi bị trục xuất qua Mỹ đó, cuối cùng nó qua nó thấy được những cái cảnh ở bên này đó, nó cũng trải lòng như vậy, rồi nó bị tẩy chay đó, như vậy thì đâu được được bảo hiểm miễn phí gì đâu. Chưa đi mưa nên chưa Trời thấy lạnh. ơi, em thấy lạnh muốn chết luôn á À, mấy cái chứ. không mình nói, anh nói mấy cái đám dân chủ cuội ở bên Việt Nam kìa, Dạ cũng đó nghe là bên cái đám bà Sọc Ba Que rồi bên này nó kiểu như nó tung hô cái này cái nọ, thì cái đám dân chủ cuội bên kia nó nghe nó đâu có biết ốc giáp gì đâu, thì khi mà nó qua đây thì nó mới hiểu, thì đó nên cái đám ở bên đó nó chưa đi mưa, nó chưa thấy lạnh, thì nó qua đây nó mới thấy, nó đi mưa nó mới thấy lạnh. Yeah. Rồi thấy quan tài rồi mới đổ lệ đúng không? Chính xác luôn. Đó, nếu như mà được được hưởng những cái điều đó, được hưởng bổng lộc giống như nó nói đi, thì anh em mình đâu cần phải cạo tuyết để đi làm đâu đúng không? Trời tuyết rơi thì mình ở nhà mình đắp chăn mình ngủ cho nó sướng đúng không? Tại sao mình phải đi ra ngoài mình cạo xe, cạo tuyết rồi mình lái xe mình phải cực nhọc mình đi làm cái kiểu như vậy. Đúng chưa? Mà cái hôm Nên bữa kêu mà cái lúc mà dịch mới bùng phát rồi nó đóng mấy cái business đồ đó, mấy cái tiệm nail rồi dạ tiệm hớt tóc rồi nhà hàng nhà ăn rồi nó đóng cửa hết, rồi dạ bà con ở dưới LA biểu tình đòi mở cửa, rồi cái gì kêu bãi nhiệm ông thống đốc bang Cali nữa, ông Gavin Newsom đó, thì tại vì dạ ông đóng cửa mấy cái tiệm tóc tiệm nail nhà hàng gì ông đóng hết có một cái rồi mình thị nói trường. không phải thì không phải ai cũng không phải ai làm trong ngành nghề đó cũng cũng chống cộng, thì mình nói thì mình kiểu như không phải mình quơ đủ cái nắm, nhưng Dạ mà cái đúng đám rồi. đó ra đứng ra trước Lộc Thọ đưa bản lên phản đối, bắt kêu phản đối ông thống đốc Gavin Newsom mở cửa để cho cho cái đám đó kiếm tiền, đi cày kiếm tiền Dạ. mới trả tiền nhà tiền xe rồi chứ chứ còn Rồi cái chị chủ tiệm nail đó, anh Quốc Dương chị chia sẻ đó, chị bả lên bả livestream mỗi ngày luôn, cái chị chủ tiệm nail ở bên Cali đó khóc luôn vậy đó, kêu là bây giờ không có tiền trả tiền bill trả tiền tùm lum hết mà khóc luôn, cuối cùng cũng cho mở cửa nhưng mà không có được đưa khách vô trong tiệm làm á, phải bận bộ đồ bảo hộ rồi ngồi ở ngoài đường làm đúng đó rồi có rồi nha. mấy cái tiệm nail như mình biết nè đóng cửa tiệm
tụi Sable nó bắt đóng cửa tiệm, nhưng mà cái tụi mà landlord đó, cái tụi mà nó cho mình thuê 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 chỗ đó, thuê shop đó, nó cũng bắt mình trả À. tiền tháng chứ bộ, chứ đâu phải Đúng là luôn, nó cho mình tiền đâu. nhà, tiền nhà cũng vậy, nó vẫn cho mình thiếu, nhưng mà mình thiếu 2 tháng 3 tháng, đến khi mình đi làm á mình phải trả đúng 3 tháng đó cho nó, và cái tháng mình bắt đầu đi làm nữa là thành 4 tháng liền luôn đó. Nó đâu có cho mình mà giảm giá hay là cái gì đâu, 1 cent nó cũng không giảm nữa đó anh. Nhưng mà mấy cái người đó là nice, mấy cái chủ mà cái chủ chủ cho mướn tiệm đó là nice, còn có nhiều chủ tháng nào nó bắt trả tháng đó luôn chứ nó không cho mình trả trễ nữa. Không không có phải là mướn tiệm mà là cái nhà ở thôi, nhà ở À, những nhà người ở mà cái đó thì nhà ở thì nó, nhưng mà cái chỗ mà mấy cái chỗ mà mướn tiệm. mướn 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 tiệm đó, mấy cái shopping rồi đó, mấy cái tụi landlord đó nó đâu có cho mình, nó đâu có cho Không mình nó thiếu đâu. đã thiếu, đúng Ừ, rồi, nó tháng nào không cho mình trả trễ luôn, tháng nào mình bắt trả nó đó à. Trả trễ tháng thứ hai mà trễ là nó gửi một cái đơn, nó nói là nó sẽ đổi ổ khóa luôn á, nếu như mà mình vẫn để tình trạng trễ như vậy nó sẽ đổi ổ khóa. Nó đổi ổ khóa rồi là mình không có được vô Mình luôn, là đồng mình nghĩa mất là hết mấy cái đồ đó luôn, mình mất hết mấy cái bàn ghế rồi mấy cái đồ nghề trong tiệm là mình mất hết luôn. không phải Việt Nam mình là thôi năn nỉ chủ nhà tôi nợ nợ tháng này qua tháng nọ đâu, ù lì ở chỗ cũng không có ai làm gì được mình hết trơn á, tại vì gọi là cái lương tâm của người ta cũng cũng thôi không có đuổi ra, cũng chờ ở, phải không? Có nhiều người ta không lấy tiền luôn á, ở Việt Nam á. Cái đó là chia sẻ thật sự đó em cũng có coi những cái tin tức đó đó, thì người ta cũng chia sẻ là những người chủ đó họ còn đến họ cho từng hộ 200.000 để mà mua mua đồ ăn ăn nữa kìa. Còn ở bên này mình mà được như vậy thì quý hóa lắm luôn á. Ở đây cuối cùng thì trên bang nó cũng cho, nó trả cho mấy người mà thuê nhà, nhưng mà mấy người thuê nhà cũng có người mà cho thuê nhà, mấy người cho thuê nhà cũng dở khóc dở cười lắm. Có cái những cái tụi những cái đám mà nó không có bị thất nghiệp á, nó cũng lừa thừa cơ hội đó, nó không trả tiền nhà luôn. Mấy người cho thuê nhà mấy người đó cũng dở khóc dở cười luôn. Cho nên là cái khái niệm mà tụi nó nói á, là mình hưởng bổng lộc của Mỹ, mình đi nói xấu Mỹ, cái đó không đúng. Thì vấn đề là mình đâu có được nghỉ ở nhà ngày nào đâu mà mình hưởng bổng lộc Mỹ. Đó. Mà mắc cười lắm mấy cái đám mà ba sọc ba quê ở đây á, nó nói ở Mỹ á, ừ có tự do lắm, chửi tổng thống cũng được nữa. Cái anh lên anh mới có chia sẻ mấy bài báo rồi, nó chửi anh là nó kêu anh là nó kêu mình ở Mỹ nhưng sao nó xấu Mỹ, đúng mang bà quyền nó khùng thì cái gì. Thì nó bịt miệng anh, nó nói tự do, cuối cùng nó tự dạng cái nó mỏ nó kêu đó nó đó. kêu tổng thống chửi cũng được nữa, chửi tổng thống cũng được nữa. Mình mới đưa chia sẻ mấy bài báo của CNN rồi MSNBC rồi, cái nó kêu mình sao nó xấu Mỹ, chửi mình. Thì anh nói vậy nè, anh kêu tại vì mấy người nói là chửi tổng thống cũng được, thì tôi nghĩ là tôi chửi mấy người nhẹ hơn chửi tổng thống, Mà mình đúng đâu không? chửi Nên đâu, tôi mình đâu chửi đâu, mình share mấy cái bài nghĩ báo cá thật luôn mà. đó. Rồi, bài báo sao mình nói vậy thôi, nó kêu mình ơi sao Thì nói xấu nước Mỹ anh. trước đây họ nói em như vậy đó, thì bây giờ em nghiệm ra rồi, em chỉ cần trả lời một câu giống như họ nói thôi, họ kêu là chửi tổng thống cũng không sao, thì bây giờ nhiên nói là chứ ok chửi tổng thống thì lớn quá rồi không sao, thì bây giờ tôi chửi mấy quý vị nè, tôi chửi quý vị là nè là quý vị nghĩ có sao hay không. Kêu không được đi thì kêu vậy, thì mấy người đang đang á hả làm mất đi cái quyền tự do ngôn luận của tôi mất tiêu rồi đó, thấy chưa? Bây giờ chửi quý vị còn không cho nữa mà quý vị nói là chửi tổng thống cũng được là sao, chửi dân À, thống cũng được là sao, nói dốc nói tướng nói xạo vậy chứ. Cái lúc mà chửi ngày ngày 6 tháng 1 năm 2020 đó, lúc mà kéo cái đó mà biểu tình kéo tới tòa nhà Quốc hội ở Washington đó, rồi cuối cùng nó truy tố ra, nó bắt truy tố ra 700 mấy chục người, nó bắt ở tù đó.
Nói ở nước Mỹ muốn làm gì đó làm, biểu tình cũng được không sao đó. Bây giờ Trong mấy đó em mà ở mấy em mà vác cái cờ vàng đó vô cái tòa nhà Quốc hội đâu dám đâu lật đật gỡ hình xuống hết. Rồi lúc mà tới thì lại có cái anh cảnh sát ở Houston đó cũng cũng đi trong cái chuyến đó, rồi bây giờ là cũng là mất mất chức vụ rồi luôn rồi đó, mất mất tương lai mất mất hết. chót, bị còn bị 45 ngày tù nữa. Còn mấy Bốn cái là vô cái nó vô trong gọi là cái điểm xấu của luôn đó, là sau này là khó kiếm job lắm á, tương lai mất hết luôn. rồi mấy cái đám mà chụp hình rồi livestream rồi khoe lên mạng phải phải lật đật gỡ hình xuống hết, gỡ livestream xuống hết, đâu có dám đứng, không đâu đâu cái đám nào dám để đâu, để là nó lượm hết. Đó, tự do mà kêu là tự do mà sao hèn đến mức độ mà rừng gỡ xuống hết vậy, kỳ vậy. Chào, em chào anh Bằng Nguyễn. Anh Nó chúc mừng năm mới nha anh. cho nên là nhưng nói thật nha, mấy người đó bây giờ nói cái câu là qua đây tự do ngôn luận chửi được tổng thống, thì Nhiên chỉ cần phản biện là ok, nếu như nói chửi được tổng thống vậy thì cho tôi chửi quý vị trước đi, tôi chửi cái người mà đưa ra thông tin là chửi được tổng thống, bây giờ tôi chửi bạn trước đó Mình cũng không cần thì chửi nữa, mình chỉ nói những gì mà nó xảy ra thôi, bạn mình chỉ nói những gì có thật xảy ra, mình không có thêm mắm thêm muối, không có thêm đường thêm mỡ gì hết, chỉ nói sự thật thôi. chửi chửi tổng thống cũng được, mà con nắm nó chưa chửi ổng, nó chỉ lên án ổng thôi, nó chứ nó cũng chửi chưa chửi cha mắng mẹ ổng, nó lên án ổng là ổng vậy không được cũng được thôi mà hả. Nó chơi nó tẩy chay con nhỏ rồi, nó nói con này là ăn cháo đá bát, nó nói con này từ lưu luôn. Mới 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 lúc mà con nắm nó qua cái kêu nó là mẹ nắm rồi Mẹ ra sân bay rước rồi tặng hoa tặng bông rồi đủ hết á, rồi cái nó mới viết cái Facebook, cái status của Facebook nó đăng lên là bắt đầu chửi nó, bắt đầu quay lại nói là nói chửi nó gì cộng nằm dùng rồi gì tùm lum tè la. đó, tự do ngôn luận ở đâu không có, nên là các bạn ở bên này cứ đánh cháo khái niệm không mà chán thật. Kêu kêu qua bên này á, còn còn nói là đồ ăn ở Việt Nam không đảm bảo như cái gì, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn, nhưng mà nhìn thấy hầu như Việt kiều nha, nhưng nói thật luôn, 100 người là hết 100 người đi về Việt Nam họ đều đem đồ ăn Việt Nam qua À, Mỹ, có anh kể cả anh là tham gia mạng xã hội, anh á là nói khách quan cho Việt Nam thì lại khác, nhưng mà em nói là có những người chống cộng cực đoan luôn nha anh Quốc Dương đó, leo từng cái chén từng đôi đũa ở Việt Nam luôn à, nè. từng từng cái món ăn Việt Nam nè, rồi tiêu nè, rồi tiêu bột ngọt đồ nè, rồi thậm chí là mắm mắm Nấm muối rồi đó. rồi khô khô cá khô mập. Cầu khô rồi đó, rồi cột rồi đi qua đem qua Việt Nam, qua bên Mỹ để ăn, đem qua mua những cái đồ ăn đó xong xuôi qua rồi cái viết viết status ở trên mạng là về Việt Nam ăn đồ kilo gì đó, mà ghi dám ghi cái status ở trên mạng như vậy đó. Nhưng nói nhưng kêu cho trời, cái con bạn này là không thể chơi với nó được rồi, mẹ của nó là những cái thành phần dối trá kiểu này thì thôi chứ đó, từ đó trở đi nhưng tẩy chay mẹ con nó ra luôn vậy đó, mình thấy rõ ràng luôn, mà mình vô trong đó xong xuôi là thấy mấy mẹ. Nhưng mà có một bà lại kể hả, là ngồi ăn bánh canh, cái quán bánh canh mà ở bên cửa đông cửa tây gì của chợ Bến Thành á, nói trời quán đó nhiên có ăn rồi, quán đó đông người ăn lắm, mà người ta bán bình dân mà ngon lắm, nó cũng kêu chứ trời ăn cái tô bánh canh đó về mà đau bụng cho đến giờ, mà thấy 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 bả mập phay phay ra luôn vậy đó.
mình kêu ôi trời ơi mấy bác đúng là cái thứ dối trá. mấy người mà làm nail đó đi về Việt Nam mua mấy cái kềm cắt kềm 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 nghĩa đó mang qua Đó, đây đúng rồi. làm trong rồi mà rồi 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 xuyên tạc nói là Việt Nam không làm được con ốc vít, nhưng trong khi xuyên tạc nói Việt Nam không làm được con ốc vít. Kềm nghĩa là có từ năm chín mấy rồi kìa, là họ đã đem qua từ năm chín mấy, họ đem qua đây họ làm rồi, là mới đây đâu đó. Mà ngày anh biết anh biết là kềm ở bên này, một cây kềm bên này nó bán tới hăm mấy đô chứ bộ anh Quốc Dương, còn đi về 100.000 là bốn, tính ra 100.000 là cây kềm inox xịn đó nha, là 4 đô chứ mấy. Còn mà cây kềm mà đây họ mua một cây kềm bên này, kềm của tụi Mỹ á, nó bán á 28 đô một cây, dám mua đâu, nó xấu Việt Nam. Cuối cùng á, hả, về Việt Nam mua toàn là đồ của Việt Nam qua. Thậm chí bây giờ là cái liner mà đã làm ở trong cái bồn của bồn làm chân nail đó anh, Cũng làm những cái nhiều ghế lắm làm chứ, nail có những nhiều Việt nhiều Nam đồ lắm, made in Việt Nam lắm chứ, vũ mấy cái dép vũ rồi đó. dép giấy để cho khách mang á, cũng made in Việt Vũ Nam. mấy Nha, cái vũ giấy vũ đó. cũng đúng rồi, ngày mai Nhiên sẽ ra ngoài tiệm Nhiên, Nhiên sẽ chụp mấy cái đó, Nhiên lên Nhiên tố giác tụi nó mới được. Mấy cái vũ giấy rồi nhiều lắm mấy cái Lên tới giác bắt đầu tụi nó có bà, tụi nó nói nữa, gọi là hưởng bổng lộc của Mỹ đi, nói xấu nước Mỹ. Kêu trời ơi tôi không nói xấu nước Mỹ, tôi nói xấu mấy người chứ tôi không nói xấu nước Mỹ. Bữa anh có coi tivi, anh coi cái phóng sự mà nó nói về mấy người mà nó cái tựa đề là nó nói những người nghèo ở Mỹ, nó phóng sự nó chiếu về một cái ông đó là kỹ sư vi tính nha. Mà ổng bị chữa bệnh mà cuối cùng ổng phải bán hết tất cả nhà, ổng phải bán hết tài sản nhà cửa để trả tiền bệnh viện. Rồi ổng thành homeless Hồi nãy Nhiên có chia sẻ cái bà đó đó. luôn. Ổng phải sống trong 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 một cái xe van á. Rồi hàng ngày á nó có cái ở dưới San Diego á, hàng ngày nó có cái park chỗ đó, cái park cái chỗ cái bãi đó đó, thì nó có hàng rào lưới B40. Tối những người đó là những người homeless nhưng mà cũng còn đi làm được.